được chia làm 3 mảng hoạt động chính. Khi mà các cái đối tượng tham gia trong cái chuỗi cung ứng theo cái mô hình CPFR này thì nôm na là người ta sẽ có ba cái hoạt động chính người ta tham gia đó. Thứ nhất là liên quan đến vấn đề là hợp tác hoạt định. Thì hợp tác hoạt định thì tiếng Anh nó gọi là collaborative planning, thì đây là một cái hoạt động mà chúng ta cũng đã đọc sơ rồi đúng không ạ? Đây là một cái hoạt động thương lượng, một cái thỏa thuận ban đầu để tiến tới xác định trách nhiệm của mỗi bên, hay còn gọi là mỗi công ty sẽ tham gia hợp tác với nhau trong cái mô hình CPFR. Thì trong cái hoạt động đầu tiên này thì các bên tham gia họ sẽ xây dựng cái kế hoạch liên kết làm việc với nhau như thế nào để mà đáp ứng đủ lượng cung cầu. Thực ra thì họ sẽ cái bước đầu tiên nôm na chúng ta có thể gọi là hoạch định, hợp tác hoạch định đó. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là cái giai đoạn mà các bên tham gia họ sẽ xây dựng cái kế hoạch liên kết làm việc với nhau như thế nào để mục đích là gì, đáp ứng đủ cái cung cầu. Cái theo hoạt động thứ hai mà các bên khi tham gia cái mô hình CPFR này họ sẽ thực hiện đó là gọi là dự báo, gọi là forecasting. Thì đây là cái hoạt động thực hiện dự báo doanh thu cho tất cả các cái công ty tham gia hợp tác. Thì sau đó họ sẽ xác định sự khác biệt hay là cái trường hợp ngoại lệ giữa các cái công ty và họ giải quyết các cái trường hợp ngoại lệ để mà cung cấp đây tôi có thể, em có thể theo dõi slide. Mình nói lại ngay cái hợp tác và hoạch định thì nó là đây là một cái hoạt động thương lượng, một cái thỏa thuận ban đầu để mà tiến tới xác định trách nhiệm của mỗi bên, hay còn gọi là mỗi công ty sẽ tham gia hợp tác với nhau trong cái mô hình CPFR. Và trong cái hoạt động đầu tiên này thì các bên tham gia sẽ xây dựng kế hoạch liên kết làm việc với nhau như thế nào để đáp ứng đủ cái lượng cung cầu. Về cái hoạt động thứ hai là liên quan tới cái dự báo, thì dự báo thì đây là cái hoạt động mà thực hiện dự báo doanh thu, dự báo doanh thu cho tất cả các cái công ty tham gia hợp tác. Họ sẽ tiến hành dự báo doanh thu cho tất cả các cái công ty tham gia hợp tác. Sau đó thì họ sẽ xác định cái sự khác biệt hay là cái trường hợp là ngoại lệ giữa các công ty, và họ sẽ giải quyết các cái trường hợp ngoại lệ này để cung cấp bản dự báo doanh số bán hàng chung. Và cái thứ ba họ sẽ gì, cái hoạt động thứ ba nó liên quan tới vấn đề đó là hợp tác bổ sung, hay còn gọi là cung cấp bổ sung, gọi là replenishment. Thì cung cấp bổ sung này thì gồm có các hoạt động. Thứ nhất đó là gì, thực hiện dự báo các đơn hàng. Họ sẽ tiến hành thực hiện dự báo các đơn hàng cho tất cả các công ty tham gia hợp tác trong chuỗi cung ứng của họ. Cái thứ hai đó họ sẽ xác định trường hợp ngoại lệ giữa các công ty. Nó sẽ có một số các trường hợp ngoại lệ giữa các cái công ty tham gia trong hoạt động chuỗi cung ứng, thì họ sẽ tiến hành việc xác định một số các trường hợp ngoại lệ để họ giải quyết. Cái thứ ba trong cái vấn đề cung cấp bổ sung này là các cái đối tượng mà tham gia trong cái mô hình CPFR này họ sẽ giải quyết các cái trường hợp ngoại lệ nhằm đưa ra cái kế hoạch sản xuất và điều độ phân phối hiệu quả. Và cuối cùng trong vấn đề là hoạt động cung cấp bổ sung đó là gì, họ sẽ gì phát ra đơn hàng thực để mà đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thì đây là ba cái hoạt động chính mà cái mô hình khi mà các cái đối tác cũng như là các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng áp dụng cái mô hình CPFR này, thì họ sẽ thực hiện ba các cái hoạt động chính. Thứ nhất là hợp tác và hoạch định, thứ hai là liên quan đến vấn đề dự báo, và thứ ba là gì, hợp tác bổ sung mình vừa trình bày cho các em. Cụ thể chẳng hạn như là ở đây thì sơ đồ mô hình CPFR có nghĩa rằng là hoạt động của CPFR như thế nào. Thì chúng ta có thể nghiên cứu hoạt động của một cái công ty bất kỳ khi mà họ sử dụng cái mô hình CPFR này để hợp tác, để mà thực hiện các cái chiến lược kinh doanh kết hợp thông minh của nhiều đối tượng thương mại trong việc lên kế hoạch này, dự báo nhu cầu và bổ sung hàng. Thì chúng ta có thể thấy chẳng hạn như là công ty chẳng hạn như chúng ta có thể đọc ở trong tài liệu đó, chẳng hạn như chúng ta hãy nghiên cứu hoạt động của công ty XYZ. Cái mô hình thì các em có thể coi ở đây, thì công ty này thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác và cùng tham gia vào CPFR, có nghĩa là cùng tham gia vào cái mô hình CPFR với những đối tác này trong chuỗi cung ứng. Và dữ liệu từ các cái điểm bán hàng POS, POS nôm na chẳng hạn như là nó xuất phát từ các điểm bán hàng, chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là ở siêu thị Big C thì nó các cái điểm gọi là point of sale,
Thì là khi mà chúng ta sau khi mà chúng ta lựa chọn được cái hàng hóa mà chúng ta cần đáp ứng nhu cầu của chúng ta vào cái buổi mà chúng ta đi siêu thị đó, thì chúng ta sẽ tới cái địa điểm gì thanh toán. Thì cái địa điểm thanh toán đó người ta gọi là POS, gọi là point of sale, có nghĩa là gì, cái điểm bán hàng lại là ở đó. Nếu mà chúng ta chẳng hạn cho trong cửa hàng tạp hóa xong, sau khi mà chúng ta lựa chọn xong thì chúng ta tới cái điểm gọi là điểm tính tiền, thì người ta gọi là POS. Thì dữ liệu từ các điểm bán hàng POS cho thấy doanh số thực sự của hệ thống. Chúng ta thấy không, khi mà chẳng hạn đặc biệt là siêu thị, thì các cái mô hình siêu thị thì thông thường người ta sẽ sử dụng cái CPFR, có nghĩa là gì, người ta sử dụng cái mô hình để mà kết nối giữa các cái nhà cung cấp sản phẩm, đúng không ạ? Các cái nhà chẳng hạn như chúng ta thấy rằng ở siêu thị nó có rất là nhiều mặt hàng, có rất là nhiều sản phẩm, thì mỗi sản phẩm nó sẽ do một cái công ty họ cung cấp, và cái người bán cái sản phẩm này là chính là gì, Big C. Thì nôm na thì hiện nay thì tôi thấy rằng là đa số các cái tập đoàn lớn á, đặc biệt là siêu thị, là một cái mô hình mà người ta hay áp dụng CPFR. Thì dữ liệu từ các điểm bán hàng POS cho thấy doanh số thực sự của hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta tính tiền á, thì người ta sẽ gì, người ta sẽ quét, đúng không, người ta sẽ quét mã vạch để mà người ta xác định là cái món hàng đã bán ra, thì từ đó họ sẽ có các cái dữ liệu liên quan đến cái doanh số thực sự của hệ thống của cửa hàng của công ty. Từ các cái đại lý bán lẻ có sử dụng POS, chẳng hạn như là siêu thị đó, thì công ty nhận được thông tin cập nhật về doanh số hàng ngày, đúng không ạ? Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là gì, công ty họ sẽ nhận được thông tin cập nhật về doanh số hàng ngày và mức độ tồn kho của công ty. Và khi sử dụng cái dữ liệu này thì công ty có thể lập ra các cái kế hoạch điều độ sản xuất, đúng không ạ? Hoặc là chia sẻ dữ liệu cho các cái bộ phận sản xuất, hoặc là ở siêu thị thì người ta có thể gì, chia sẻ cái dữ liệu này cho các cái nhà cung ứng để mà các cái nhà cung cấp họ biết được rằng là để họ lập ra các cái kế hoạch chẳng hạn như là cung cấp thêm hàng hóa cho siêu thị, cũng như là họ chia sẻ cái dữ liệu này cho các cái bộ phận sản xuất, để từ đó các bộ phận sản xuất này họ sẽ đặt hàng từ các nhà cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm đó. Vì thế thì các cái nhà cung cấp cho công ty có thể dùng cái dữ liệu này để lập ra các kế hoạch điều độ sản xuất cho riêng mình. Nhìn vào cái dự báo về doanh số thì công ty XYZ này họ thấy rằng nhu cầu cho sản phẩm của công ty tăng lên nhanh chóng, vượt qua kế hoạch mong đợi trong năm, và cần thiết phải gia tăng sản xuất. Và công ty xem xét lại kế hoạch điều độ sản xuất trong năm và lập ra cái kế hoạch mới với các cái nhà cung cấp nguyên vật liệu chính khác để mà thỏa thuận mua thêm các nguyên vật liệu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất. Và nhà cung cấp nguyên vật liệu thứ nhất họ sẽ bị yêu cầu ngưng do không thể gia tăng khối lượng sản xuất cho công ty. Nhà cung cấp thứ hai thì tiếp tục do có linh kiện với sự thay đổi nhỏ trong thiết kế có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất. Thì đây là chúng ta thấy rằng là gì, giữa các cái đối tượng, đúng không ạ, nhà cung cấp số 1, nhà cung cấp số 2, thì người ta có thể sử dụng các cái dữ liệu này để mà người ta gì điều chỉnh liên quan đến vấn đề là có thể cung cấp thêm hoặc là ngưng cung cấp. Và các cái đối tác của công ty XYZ biết rằng là họ cần phải làm gì, bao lâu để thực hiện đơn hàng, và những cái thay đổi nào trong cái vấn đề là thiết kế, hay là trong vấn đề là định giá sản phẩm, vân vân. Nên kế hoạch điều độ sản xuất phải tăng để mà đáp ứng nhu cầu thay đổi và giữ mức tồn kho ở bất kỳ một cái nhà bán lẻ nào. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng chẳng hạn như là các bên họ sẽ là gì, nhà bán lẻ, nhà sản xuất họ sẽ gì, tham gia trong vấn đề là lập kế hoạch dự báo này, rồi họ sẽ bổ sung hàng hóa này. Từ đó thì nhà sản xuất, khi mà nhà bán lẻ có cái kế hoạch bổ sung hàng hóa, thì nhà sản xuất họ sẽ tiến hành gì, sản xuất ra sản phẩm, đồng thời họ sẽ gì, bổ sung nguyên vật liệu vào đầu vào của họ. Thì chúng ta thấy rằng là gì, trong tình huống này thì những cái lợi ích có được vô cùng to lớn khi mà các bên họ tham gia cái mô hình CPFR này. Thứ nhất đó là gì, người ta thấy rằng là gì, tác động ROI giảm đi đáng kể. Khi mà người ta tham gia cái mô hình này thì người ta thấy rằng là gì, lợi ích ở đây chẳng hạn như là lợi ích của nhà bán lẻ, chẳng hạn như tỷ lệ sử dụng kho tốt hơn, cải tiến điển hình nó tăng từ 2-8%. Thì đây chúng ta có thể coi được một số các cái lợi ích khi mà các bên họ tham gia cái mô hình chuỗi cung ứng hợp tác CPFR, chẳng hạn như liên quan đến mức độ tồn kho thấp này, doanh số tăng lên này, chi phí logistics thấp này, chi phí logistics thì nó liên quan đến vấn đề vận chuyển này, đồng thời thì lợi ích của nhà sản xuất người ta cũng thấy rằng là gì, mức tồn kho thấp hơn này, chu kỳ đặt hàng
hàng nhanh hơn này, doanh thu tăng đúng không ạ, cũng giống như là lợi ích của nhà bán lẻ, đồng thời là dịch vụ với khách hàng họ sẽ đi tốt lên. Và ngoài cái vấn đề này thì nó còn có một số các vấn đề khác mà khi mà áp dụng cái mô hình quản lý tồn kho này hiệu quả, thì người ta thấy rằng là thứ nhất là gì, tác động về ROI giảm đi đáng kể, do tất cả các cái công ty trong chuỗi đều có được và chia sẻ dữ liệu bán hàng trong một thời gian cụ thể. Rồi điều này cho phép công ty trong chuỗi cung ứng họ sẽ tối ưu kế hoạch điều độ sản xuất, mức độ tồn kho và điều độ tồn tải. Thứ hai thì nó là sự tăng nhanh cái nhu cầu thực của khách hàng và sự hợp tác với nhà cung cấp nhằm tăng kế hoạch điều độ sản xuất. Do đó thì họ thấy rằng là gì, cho thấy là cho từ đó chúng ta thấy rằng là gì, các cái nhà cung cấp linh kiện không có khả năng cung cấp thì kế hoạch điều độ sản xuất của công ty cũng tăng lên do các nhà cung cấp khác thay thế, đúng không ạ? Hôm nãy mà tôi đã trình bày. Và cái thứ ba là gì, khi mà chúng ta áp dụng cái mô hình này thì các bên họ sẽ phản ứng với sự biến động trong nhu cầu thị trường tốt hơn so với vấn đề là gì không có hợp tác. Đây là liên quan đến vấn đề là cái mô hình chuỗi cung ứng hợp tác CPFR. Thì thực ra thì nếu mà chúng ta có cơ hội ở đây thì hơi khó, tại vì ở dưới thành phố Hồ Chí Minh hay là ở những cái thành phố lớn thì chúng ta thấy rằng là có thể đưa các em đi gọi là thực tập thực tế, thì tôi không biết là môn này thì sắp tới thì chẳng hạn như là ở K44 thì tôi cũng đã thiết kế để mà tại vì nói thật ra thì khi mà chúng ta học cái môn quản trị chuỗi cung ứng này để có thể chúng ta hiểu rõ hơn thì chúng ta phải đi thực tập thực tế. Thì hiện nay thì tôi cũng đang trong cái chương trình mới thôi, tôi cũng đang liên hệ với một số các cái tổ chức mà người ta áp dụng các cái mô hình, đặc biệt là siêu thị Big C. Thì trong mùa dịch này thì đảm bảo chúng ta không thể đi được, do đó thì thôi thì chúng ta có thể tìm hiểu qua internet hoặc là Google thôi. Chứ thực ra thì nếu mà trong thực tế thì nếu mà chúng ta học tập trung thì tôi sẽ liên quan đến vấn đề là công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin, thì tôi sẽ có thể liên hệ với lại là siêu thị Big C để chúng ta coi thử rằng là hiện nay người ta áp dụng các cái mô hình hỗ trợ trong hoạt động chuỗi cung ứng, mô hình công nghệ thông tin hoạt động trong chuỗi cung ứng liên quan đến vấn đề là mô hình CPFR. Tôi biết là Big C thì tôi có liên hệ rồi thì người ta cũng đang áp dụng cái mô hình này, thì nó sẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta cần nắm rồi sơ, chúng ta biết được rằng là mô hình chuỗi cung ứng hợp tác CPFR là gì, rồi các cái hoạt động chính trong cái mô hình này là gì, và lợi ích mà khi mà các bên họ áp dụng cái mô hình kinh doanh chiến lược CPFR này thì họ sẽ được cái gì, thì chúng ta nắm thôi. Rồi, cái phần thứ hai liên quan tới hệ thống công nghệ thông tin, liên quan tới cái chương này, đó là cái hệ thống thông tin hỗ trợ trong chuỗi cung ứng. Thì các cái hoạt động hệ thống thông tin hỗ trợ trong chuỗi cung ứng thì chúng ta biết rồi, ở trong cái môn quản trị chuỗi cung hệ thống thông tin quản lý thì thầy cô chắc giới thiệu cho các em sơ về cái hệ thống thông tin hỗ trợ trong các cái doanh nghiệp. Thì chúng ta biết rằng là công nghệ thông tin họ có thể hỗ trợ những cái hoạt động tác nghiệp và đồng thời cũng là sự hợp tác giữa các cái công ty, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng. Thì bằng việc sử dụng hệ thống mạng dữ liệu tốc độ cao và cơ sở dữ liệu, các công ty họ có thể chia sẻ dữ liệu để mà quản lý toàn diện chuỗi cung ứng, cũng giống như là trong cái mô hình CPFR chúng ta thấy rằng là gì, các bên họ sẽ chia sẻ các cái thông tin rồi liên quan đến vấn đề lập kế hoạch, liên quan đến vấn đề là dự báo, liên quan đến vấn đề là gì, bổ sung sản phẩm hay là bổ sung nguồn nguyên vật liệu. Thì cái hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin này nó là một cái vấn đề cốt yếu để mà thành công trong cái công ty. Và ba cái chức năng cấu tạo nên một công nghệ, thực ra thì ở đây thì tôi giới thiệu sơ cho chúng ta nắm thôi, chúng ta cũng không phải là dân IT, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nắm sơ một tí, đó là cái gì, cái chức năng của các hệ thống trong thông tin trong cái chuỗi cung ứng. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng gì, ba chức năng cấu tạo nên một cái công nghệ cho tất cả các cái hệ thống thông tin hoạt động, đó là thu thập và giao tiếp dữ liệu, thứ hai đó liên quan đến vấn đề là gì, lưu trữ và phục hồi dữ liệu, thứ ba thì nó liên quan đến vấn đề là xử lý và báo cáo dữ liệu. Thì tất cả các cái hệ thống mà được tạo ra, các cái phần mềm hay các hệ thống công nghệ thông tin được tạo ra phục vụ trong doanh nghiệp thì hiện nay thì người ta đều dựa trên ba cái chức năng cấu tạo, đó là thu thập và giao tiếp dữ liệu, lưu trữ và phục hồi dữ liệu, xử lý và báo cáo dữ liệu. Thì cái phần mà thu thập và giao cái phần này, phần hệ thống thông tin hỗ trợ thì thực ra thì chúng ta đọc cho biết thôi, chẳng hạn như là về thu thập và giao tiếp dữ liệu,
Hiện nay thì chức năng đầu tiên là hình thành hệ thống công nghệ là thu thập và giao tiếp dữ liệu tốc độ cao. Thì hiện nay nó có các cái lĩnh vực, chúng ta có thể xem xét các lĩnh vực chẳng hạn như là kết nối với internet này, kết nối bằng băng thông rộng này, broadband này, rồi trao đổi dữ liệu điện tử EDI này, hoặc là kết nối bằng ngôn ngữ mở rộng XML này. Thì đây là ba cái, bốn cái lĩnh vực mà chúng ta có thể sử dụng để gì, thu thập và giao tiếp dữ liệu. Thì chúng ta có thể tham khảo thêm trong sách nha, mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi, chứ thực ra thì ở trong sách thì tôi cũng đã mô tả sơ cho các anh em nắm rồi. Với lại thì chúng ta cũng là dân, không phải là dân IT, do đó chúng ta chỉ cần nắm các cái hệ thống hỗ trợ, các cái chức năng cấu tạo nên một cái hệ thống thì nó gồm có những vấn đề gì. Thứ nhất là thu thập và giao lưu dữ liệu. Thứ hai, liên quan đến vấn đề là lưu trữ và phục hồi dữ liệu. Và cái thứ ba thì chúng ta đọc ở trong sách luôn nha. Cái lưu trữ và phục hồi dữ liệu thì chúng ta có thể đọc ở trong sách, chẳng hạn như là người ta chức năng này hoạt động chủ yếu dựa vào cái công nghệ cơ sở dữ liệu CSDL đó. Một cái cơ sở dữ liệu thì được tổ chức thành một nhóm dữ liệu được lưu trữ dưới hình thức điện tử. Thì hôm nay chúng ta đọc sơ để chúng ta nắm. Rồi cái thứ ba, một trong những ba chức năng chính của cấu tạo nên một cái công nghệ cho tất cả các hệ thống thông tin hoạt động, đó là xử lý và báo cáo dữ liệu. Về cái hệ thống thông tin thì chúng ta biết rằng là nó là một cái quá trình xử lý logic cần thiết để lưu trữ và phục hồi dữ liệu cho những cái hoạt động kinh doanh của công ty thông qua một số các cái hệ thống hỗ trợ cho những cái hoạt động chuỗi cung ứng. Thì hiện nay một số các hệ thống người ta đang áp dụng trong cái vấn đề là quản trị chuỗi cung ứng, mà chúng ta có thể biết được rằng chẳng hạn như ERP là hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp, PS là hệ thống thu mua, APS có nghĩa là hệ thống hoạch định và điều độ nâng cao, rồi TPS là hệ thống hoạch định vận tải, rồi SFA rồi bán hàng tự động, đúng không? Thì chúng ta có thể hiện nay thì trong vấn đề là ứng dụng công nghệ thông tin vào thì người ta đang sử dụng các cái hệ thống này trong vấn đề là gì, quản lý trong hoạt động chuỗi cung ứng. Và cái hệ thống này thì mình cũng đã giới thiệu sơ thôi, chúng ta cũng có thể đọc qua ở trong sách tài liệu, thì tránh trường hợp là mình đọc đi đọc lại cho các em thì chúng ta có thể tham khảo. Và rồi dù gì thì chúng ta cũng đã đọc các cái hệ thống này được áp dụng, chẳng hạn như là ERP thì họ sẽ thu thập dữ liệu từ nhiều chức năng trong một công ty, đặc biệt là ERP hiện nay người ta đang áp dụng rất là nhiều. Chẳng hạn như là thời xưa thì tôi có học một môn liên quan đến ERP này luôn, tuy nhiên thì ở đây thì cái môn này cũng chỉ là môn chung, do đó thì chúng ta có thể tham khảo riêng. Thì nôm na thì hệ thống ERP nó kiểm soát những cái đơn hàng, điều độ sản xuất, mua nguyên vật liệu, thô và tồn kho thành phẩm. Và ERP thì nó hỗ trợ quá trình cắt giảm những cái phòng ban chức năng. Thì chúng ta có thể đọc ở trong tài liệu để chúng ta tham khảo. Một cái phần nữa mà chúng ta có thể mình muốn giới thiệu bữa nay, đó là gì, những cái khuynh hướng mới ứng dụng trong chuỗi cung ứng, thì chúng ta cũng có thể đọc ở trong sách. Chẳng hạn như là hiện nay thì người ta đang xu hướng số hóa trong chuỗi cung ứng, và một trong những cái công nghệ đột phá mà người ta đang sử dụng trong vấn đề là xu hướng số hóa trong chuỗi cung ứng đó là gì, gọi là internet vạn vật đó, hay còn gọi là điện toán đám mây, và tối ưu hóa thông qua cái mô hình mô phỏng chuỗi cung ứng. Thì đây là một trong những cái xu hướng. Ngoài ra thì có các cái một những cái xu hướng mới ứng dụng trong chuỗi cung ứng, đó là cơ cấu tổ chức có khả năng ứng dụng cao, chẳng hạn như liên quan đến việc số hóa chuỗi cung ứng là khả năng thích nghi của cơ cấu tổ chức với những thay đổi trong chuỗi giá trị. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là, và một trong những cái vấn đề thứ ba liên quan đến những khuynh hướng mới ứng dụng trong chuỗi cung ứng đó là gì, phát triển và đầu tư các hệ sinh thái bền vững. Chẳng hạn như là hiện nay thì người ta đang hình thành nên những cái chuỗi cung ứng xanh, chẳng hạn như là và những cái hệ sinh thái bền vững, những cái hệ quan trọng trong nội tại và bao quanh chuỗi cung ứng như là gì, nhà cung cấp, đối tác, nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Đặc biệt là người ta hiện nay thì người ta nâng cao cái vấn đề là gì, môi trường và cộng đồng. Thì chúng ta có thể đọc ở trong tài liệu để chúng ta tham khảo thêm. Rồi, cái chương 4 bữa nay tôi trình bày tới đây thôi. Chúng ta có thắc mắc gì không?